Hello, vâng, chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh của Thành Đánh Giày. Và hôm nay thì mình lại quay trở lại với Don't Want Server 21. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mod khá là mới, đó chính là Goku Grand Prize Apprentice. Thì các bạn hiểu nôm na đây là một cái dạng mà Ultra Instinct mà Goku theo học với Dasinkan, gọi là Goku Dasinkan được đấy. Ok, thì đây là một cái dạng mới mà các bạn, nếu mà bạn nào theo dõi đơn buôn Super Hero thì chúng ta có thể rõ. Và cái dạng này thì nó thực ra nó vẫn chưa được hoàn thiện đấy. Các bạn biết là anh Goku gặp một cái nhân vật mới có tên là Lack, con ý khỏe lắm. Tuy nhiên là mình chưa tìm được cái mốt của con ý để giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thử chọn Goku Grand Crest Apprentice đấy, để đấu với các cái nhân vật khác xem sao. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Grand Prest, Prest, Grand Prest Apprentice. Có đọc vậy chưa? Tiếng Anh của mình là hơi sida này, anh em thông cảm nhé. Rồi, mình sẽ chọn Goku thế nào. Đối thủ đầu tiên là ai các bạn? Chọn thằng này đi, thằng này rất ngứa mắt, mắt thì đã trột, quần áo thì rách dưới. Zamas, phiên bản đơn buôn Super Hero. Mình rất là thích cái sàn đấu 12 vũ trụ này. Tournament of Power Arena. Mecha Fuse, Zamas đối đầu với Goku Grand Priest. Priest, Priest đọc là gì cho chuẩn nhỉ? Đấy, các bạn thấy không? Cái vầng aura quanh người nó không, mặc dù nó không quá sáng nhưng mà rất là đẹp. Hey, một tụi nó không làm cái mốt để né chiêu nhỉ? Từ xem né chiêu không? Oh, né chiêu luôn. Hey, vãi đạn. Né được chiêu các bạn ạ. Chỉ né được chiêu chứ không né được skill nhá. Phải đấy, đây là hứa hẹn là một nhân vật bá đạo mới. Rồi mình sẽ cố gắng là sưu tầm thêm một cái bộ mod của đội quân Super Hero ấy. Rất là nhiều nhân vật mới rất quạnh. Ôi ra mát hành như con, như bố đánh con thế này thì làm sao được xem một chiêu gì không? Vẫn là Kame rất quen thuộc. Như đã nói thì nó không thể đỡ được của để đỡ được skill của bạn ạ. Chỉ đỡ được đánh thường thôi. Mày lại đấy. Con này. Chó này. Lại còn vẫn còn chiêu sạc cơ. Vẫn còn chiêu sạc năng lượng cơ. Thực ra cái chiêu sạc năng lượng ở trong cái đấu hai người rất là thú vị. Này. Tôi hạ thằng này trong vòng một con nhạc xem có chiêu gì không. À, grab. Xong rồi, Brick rồi anh ơi. Đang ulti thì Brick khổ vãi đái à. Chó này. Mày. Hốt. Ây à. Ở phết nhỉ. Sao chết rồi. Vâng. Goku gần oảng. Giả mát mạnh phết đấy. Rồi. Tôi sẽ chọn thằng khác. Là sao? Goku lúc nào cũng được ưu ái búp sức mạnh trước Vegeta. Vegeta thì sắp bao giờ mới lên được Goku này. Tiểu học Dasinkan các kiểu một là điều đó. Ngay cho nói. Chúng ta sẽ đấu với Super Fu Bull Hero. Trông mặt rất là ngầu loành em ạ. Mặt mẹ không cảm xúc. Đấy. Cho đánh à, cho đánh mình luôn à. Anh ơi. Ôi trời ơi. Thằng gà này. Bù lắm. Thằng bù láo. Anh con. Thằng này là cái thằng mẹ bày trò trong game Super đây. Cái trò mẹ thu thập năng lượng. Mày. Thanh kiếm của nó
hình như thanh kiếm của nó có khả năng hút năng lượng thì phải. Trời ơi. Mày này ăn đòn sướng chứ. Ô gì, Ulti nó cái gì ấy? Ulti nó là cái gì đấy các bạn? Mày chết đi chó ạ. Split bomb kiểu này dễ xỉ lắm các bạn ạ. Hút máu hết cả cô ếch. Ui dồi ôi, cái này thì đỡ sao được quá. Ánh ra ngay ở cao mìa mồm. Thằng này không tốn sức như thằng Jamat. Mà yếu quá. Một sinh lý. Rồi, làm 3 hiệp đi các bạn. Làm 3 hiệp. Rồi, đối thủ tiếp theo là đây. Thằng nào ngứa mắt ạ? Thằng này ngứa mắt thằng này lắm. Golden Cooler này. Rồi, chuẩn bị cho nó ra bã luôn. Đâu rồi? Chúng ta sẽ chọn sàn đấu nào đây? Namek đi nhỉ. Namek thì cho nó nóng. Nóng thì nóng luôn thể. Golden Cooler. Cái thằng này chuyên đứng ngoài mẹ mày đá đều đây. Công nhận bọn Nam Cô Bần Đài lắm trò thật. Có mỗi giới thiệu cho game thôi mà chúng nó làm mẹ đúng là phim hát hay. Ấy ạ. Rất nhiều nhân vật phản diện mà sức mạnh mình. Mẹ, có khi có hay hơn cả đường buôn super nhỉ. Nào. Ngoài quả phết nhỉ. Người toàn gai mẹ. Nào nó lại cháu. Cháu cứ thốn nhá. Đứng ngoài bơm đều được. Đứng ngoài bơm đều được cháu ơi. Ôi ôi ăn ngay quả cáo mê đông cháu. Này ạ, à, ôi sửa rồi. Chưa có cháu ạ. Quả tất đánh ngay đi. Né chiêu hết các bạn ạ. Né như tùm. Grab cáo mê. Cho nó chết. Ôi sửa thương. Chiêu grab là hay bị ấy nhỉ, break nhỉ. Đau lòng thế chứ lại. Hành rồi, cháu Hành rồi. Trời ơi, thôi anh ơi. Này. Ui, gần hết máu lỏ lòm luôn. Ui, may quá, cũng chạy tích, không bị chết. Ây à, đau. Quẩy tay gái này, hơi đau đấy cháu ạ. Mày đánh nào, à, con chó này. Láo, quét là quét. Đừng tưởng anh hùng phát đạt nhá, đừng tưởng anh hiền phát đạt. Rồi thì đây chỉ là những cái kèo đấu vui vẻ để cho bạn xem được cái mốt Goku Fresh Imperial Peace. Đấy, cái mốt khá là mạnh, bạn có thể là tải thử bây giờ chúng ta mốt xem như nào nhá. Rồi thì đây chỉ là những video vui vẻ thôi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ, nhấn like và đăng ký kênh chúng mình nha. Bye bye.